Xin chào tất cả các bạn, mình là Khoa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khoa Vlog. Thì hiện tại mình đang đứng ở ngay chỗ cầu Ngõ Mây. Các bạn có thể thấy ở phía sau của mình ha. Đây là cây cầu nối giữa hai thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Nơi đây ẩn chứa rất là nhiều cái câu chuyện tâm linh huyền bí mà có một số YouTuber cũng đã đến đây và ghi hình rồi. Thì hiện tại là các bạn có thấy gì không? Đây là một cái chiếc bình mà mình đã nhặt được ở phía kia. Các bạn có thấy cái miếu ở phía sau mình không? Đó. Rồi ok, tối nay mình sẽ thực hiện một cái video có liên quan đến cái bình này để xem coi cái bình này nó có gì đặc biệt nha. Hello mọi người, thì đây chính là cái bình mà mình đã nhặt được hồi lúc sáng ở ngay chỗ cái miếu dưới gầm cầu Cỏ Mây á. Thì mình xin bật mí với các bạn rằng cái bình này chính là cái bình mà đựng tro cốt của người chết á, những cái người thân của gia đình họ. Người ta khi mà hỏa táng xong á, người ta đựng tro cốt vào trong cái bình này và người ta rải cái tro cốt của người chết á xuống dưới cái dòng sông ở phía dưới cầu Cỏ Mây. Đó cũng là một cái tục lệ mai táng á mọi người. Thì mình xin kể sơ qua cho các bạn biết về cái cầu Cỏ Mây này. Cầu Cỏ Mây á, nó còn có tên là cầu Đàn Bà, và một số người dân gần đó cũng có thể kêu nó là cầu có ma. Đó, các bạn nghe cái từ cầu Cỏ Mây với lại cầu có ma nó có gần giống không? Người dân gọi cái cây cầu này là cầu có ma bởi vì họ đã chứng kiến một số cái hiện tượng tâm linh rất là đáng sợ. Ví dụ như là buổi tối á, khi mà đi ngang qua cây cầu này thì người ta thường thấy một cô gái đứng ở trên cầu và vẫy vẫy xin đi nhờ xe. Có một số người lúc đầu á không biết và người ta đã cho cô gái đi nhờ xe, nhưng cuối cùng khi mà chạy được một đoạn rồi nhìn ra sau thì không thấy ai hết. Hoặc là những người hay câu cá đêm đứng ở trên thành cầu và thả dây xuống á mọi người. Cái cây cầu này á, nó rất là nhiều cá ở phía dưới luôn, tại vì nó khá là to á. Thì khi mà người ta thấy cái dây mà kéo lên á, có người hả kéo lên được nguyên một cái nhúm tóc, rồi có người hả thấy cái dây câu rất là nặng luôn, người ta kéo rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng khi mà giật lên thì chả thấy gì hết. Người ta gọi là ma trêu. Nói chung thì hàng năm á đều có người tự tử và chết ở đây, và đây cũng là cái nơi mà nhiều người chọn làm cái nơi an nghỉ cuối cùng của người thân của họ bằng cách là rải tro cốt, và người ta sử dụng những cái chiếc bình như thế này nè để đựng tro cốt và rải xuống cái dòng sông bên dưới lòng cầu. Mình đã nhặt được cái bình này từ một số người. Người ta rải tro cốt xong á, người ta không đem cái bình về mà người ta vứt ở cạnh bên cái miếu, bởi vì cái bình mà đựng tro cốt của người chết á nó có rất là nhiều âm khí, và cái việc mà mình đem cái bình này về mà quay video á nó khá là nguy hiểm. Nhưng mà mình muốn biết là cái người chết đựng ở trong cái bình này á, khi mà họ ra đi á, người ta có cái điều gì mà người ta muốn nói hay không? Cũng có rất là nhiều người, người ta chết bắt đứt kỳ tử á, người ta không thể nào chăn chối với gia đình điều gì hết. Cho nên hôm nay mình muốn là gọi hồn của họ về để mà hỏi xem coi liệu họ có còn muốn nói cái gì với lại mọi người hay không nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thực hiện cái nghi thức cầu hồn này luôn nha. À quên, còn một điều cũng khá là nguy hiểm tại thời điểm này, đó chính là dịch cúm corona. Thì mình khuyên tất cả các bạn rằng những ai mà còn đang đi học hoặc là những người nào mà còn đang đi làm á, khi mà ra đường nhớ đeo khẩu trang và nhớ giữ vệ sinh. Khi mà mình về tới nhà rồi đó, mình hãy rửa tay thật là sạch nha các bạn, và tránh những cái địa điểm đông người, nhất là những bệnh viện nè, rồi những cái khu du lịch. Cái dịch cúm này nó rất là nguy hiểm và nó lan rất là nhanh, cho nên mình mong muốn tất cả các bạn nào mà xem video của mình có thể nói với lại người thân hãy đeo khẩu trang và giữ gìn sức khỏe cũng như là giữ gìn vệ sinh thật là sạch sẽ để tránh bị lây nhiễm nha mọi người. Rồi bây giờ mình xem video tiếp nha. Rồi hôm nay mình có chuẩn bị một số vật dụng để mà thực hiện cái nghi thức cầu hồn này nha mọi người. Thì đầu tiên như các bạn thấy đó chính là một cái bình thôi. Rồi mình đặt cái bình ở đây nha. Tiếp theo đó là một ít bánh kẹo. Đây mình có đem chuẩn bị một số bánh kẹo, bây giờ mình sẽ đổ ra ngoài đây. Mứt Tết của nhà mình á. Đó. Và ở đây đó chính là, các bạn biết này là gì không? Đây là trà nè, trà nha. Đây mình có đem một chai nước để lát nữa mình pha trà. Và đây là rượu. Phải có một ly trà và một ly rượu để mà thực hiện cái nghi thức ha. Tiếp theo đó là hai cái cây đèn cày gió mà mình hay sử dụng á mọi người, tại vì ở ngoài đây nó gió rất là mạnh ha. Mình cũng sử dụng cái cây chuông này, cái chuông huyền thoại để mà thực hiện nghi thức cầu hồn luôn. Rồi nhang,
điều không thể thiếu, đó chính là nhang và thuốc lá. Mình không biết là cái người ở trong cái bình này á, là nam hay là nữ hay là trẻ con nữa, nhưng mà theo đúng thủ tục á, là cần phải có những cái thứ như thế này nè. Thì nếu mà là trẻ con á, thì có thể lên ăn bánh kẹo, hoặc là người lớn cũng có thể ăn bánh kẹo luôn. Còn nếu mà là người nam hay người nữ mà thích hút thuốc á, thì cũng có thuốc cho người ta luôn nha. Ở đây là ít giấy tiền vàng bạc để mà có thể lót đường cho những cái quan binh á, để giúp người, cái linh hồn của người chết á, người ta lên nhanh hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ nước vào trong trà. Phải có trà và rượu nha mọi người. Đây, đây là rượu nha. Một ít rượu nha. Rồi, trà bên đây, rượu ngay đây. Đó. Rồi, ở trước mặt á, đó chính là cái cây đèn dầu. Cắm hai cái cây đèn cầy này nè mọi người, ở hai bên đây. Đây, một cây bên đây, một cây bên đây ha. À, bây giờ tiếp theo là mình sẽ mồi điếu thuốc này và cắm ở bên kia. À, đèn của mình cũng máy xong rồi. Lát nữa mình sẽ đốt nhang và mình thực hiện cái nghi thức luôn ha. Đốt thuốc lên. Bẻ được cái nhánh nhang, cắm nó vô đây luôn. Rồi, để đây nha. Cắm xuống. Tiếp theo là mình sẽ đốt nhang lên. Rồi ok, nhang xong rồi nè. Cắm nhang xuống dưới này. Đất cứng quá. Rồi, tiếp theo sẽ dùng chuông. Ok. Rồi, mình đã làm xong cái thủ tục để mà cầu một cái linh hồn lên. Rồi, các bạn nhìn này, chưa gì cái cây thuốc của mình á, nó cháy nhiều ghê luôn á. Thời là mình né qua một bên. À, mình có để một cái camera phụ. Ok, bây giờ mình sẽ bật lên luôn nha. Đó, mình quay luôn rồi nè mọi người. Chắc là mình sẽ hạ một ít đèn xuống, bởi vì đèn sáng quá. Rồi, mình đã hạ đèn xuống rồi nha mọi người. Ngoài này gió lạnh ghê luôn á. Bây giờ là mình sẽ đứng ở ngoài đây, xích xa xa ra một tí để mà mình xem coi sự việc nó đi đến đâu nha mọi người. Cái camera phụ thì mình vẫn còn đang để ở đằng kia. Mấy cái bình mà nó đựng cho cốt người chết á, nó rất là linh, bởi vì âm khí của nó trong đó rất là nặng luôn á các bạn. Mình đang làm ở ngay chỗ cái bụi tre mà mình hay làm á. Các bạn có thấy gì không? Mình đang làm ở ngay chỗ cái bụi tre mà mình hay làm á. Các bạn có thấy rõ không? Cái bình nó mới vừa động đậy. À quên. Quên. Mình quên mở khẩu cho nó rồi. Các bạn biết mở khẩu là gì không? Thì mở khẩu đó chính là mình sẽ dùng cái lá bùa này để làm phép lên đây. Sau đó mình sẽ đốt đi nhằm giúp cho những cái vong linh mà mới chết á. Thường là những cái linh hồn mà mới chết á, người ta sẽ không thể nào mà giao tiếp được với lại người ở trần gian đâu. Cho nên bắt buộc mình phải sử dụng cái lá bùa này để mà thực hiện cái phép mở khẩu, giúp cho người ta có thể giao tiếp được với mình ha. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm phép lên trên cái lá bùa này, có thể mở khẩu cho cái linh hồn đang ẩn chứa trong cái bình. Thì hồi nãy các bạn thấy cái bình nó động đậy á, thì mình nghĩ chắc chắn là đã có ấy rồi. Ok, xong rồi.
cái lá bùa này đi. Rồi, linh hồn có trong cái bình này thì hãy nói ra những cái điều mà ngươi chưa kịp nói nha. Rồi, mình đã đốt cái lá bùa vô trong đó rồi các bạn. Rồi bây giờ để mình xem coi nó có muốn điều, nó có điều gì muốn nói hay không nha. Thật sự là gió rất lạnh luôn á các bạn. Hình như mình mới vừa nghe cái tiếng là cái gì mà rượu á. Nó... Dạ dạ. Dạ dạ con có cúng rượu rồi đó. Bên bên cái ly bên kia cả. Cái gì vậy ta? Sao còn cái ly rượu còn có chút xíu vậy ta? Nhìn vô cái ly rượu nè, còn có chút xíu à. Mà nếu mà chảy thì ở đây đất nó phải ướt chứ. Có khi nào là cái linh hồn đó nó đã uống rượu và nó xin thêm rượu không ta? Mình mới vừa nghe là rượu á, các bạn nghe, không biết là các bạn có nghe hay không nữa. Ok, thì nếu mà uống rượu thì ở đây tôi còn một bình nè. Mình lấy rượu mình đổ vô cho người ta nha các bạn. Đây. Dạ, có gì thì muốn nói nữa thì nói với con luôn nha. Nhang nó tàn nhanh ghê luôn á các bạn. Thuốc cũng hết luôn rồi kìa. Bài... Tay gì ạ? Mọi người nghe cái linh hồn nó kêu tay. Bài... Dạ. Là sao ạ? Cái gì mà cho cái gì mà ngón tay ta? Có khi nào là cái đèn pin nó mất tiêu rồi ta? Đây. Các bạn thấy ở trong cái bình không? Cái đèn bớt. Ủa nhưng mà cho này là cho của cái lá bùa mà. Dạ 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 con biết rồi ạ. À.
người ơi, có khi nào là người thân của cái người ở trong cái bình này, lúc mà rải cho người ta rải không hết và còn một ít cho, và cho đó là những cái ngón tay của cái người này. Mình đã tắt hết tất cả đèn cầy và đèn dầu để mà có thể kết thúc cái nghi thức cầu hồn. Qua cái nghi thức này thì mình đã biết được rằng cái người thân đã rải sót cho còn bên trong cái hũ này. Thì ngày mai mình sẽ đi qua lại cái cầu cỏ mây và mình rải hết những cái cho cốt còn lại ở trong cái bình này để cho người ta có thể siêu thoát được. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.